Hello anh em nhé. Đó thì hôm nay cửa hàng xe máy Phương Nam mình lại lên tiếp tục cho anh em một chiếc Win. Đó, dòng này là Win Indo anh em nhé. Đó, Win Indo 100 phân khối. Đó, xe là còn rất là đẹp luôn. Đó, đây anh em. Đó, 100 phân khối đầu lọc nó còn nguyên zin theo xe luôn nhá. Đó, nói chung cái lòng này nó đi theo thời gian thôi, còn máy móc của nó cực kỳ là êm luôn. Đó, mọi chức năng thì hoạt động đầy đủ, không thiếu thứ gì anh em nhé. Đó, mình sẽ quay sơ một vòng xong mình sẽ test máy lổ cho anh em nghe. Đó đây anh em. Đó, bành tâm lốp biết nó còn rất là ok anh em nhá. Nó lốp đang còn rất là dày như thế này. Đó, tâm nó còn sáng loáng luôn. Đó. Vòi dàn bình xi nhan hoạt động đầy đủ. Đó. Đây anh em, lốp máy Honda luôn nha. Đó, lốp Honda này. Đó, nó 100. Đó, con này thì được đăng ký biển 29 Hà Nội anh em nhá. Đó, 29 K7. Đó, 5586. Đây giờ mình chất máy anh em nghe nhá. Bình xi nhan hoạt động đầy đủ, không thiếu thứ gì anh em nhé. Đó, còi đèn bình xi nhan không thiếu thứ gì. Đó, anh em nào ưng con xe này thì cứ liên hệ qua số Zalo hoặc số điện thoại cho mình anh em nhé. Đó, cửa hàng mình thì vẫn có mua bán trao đổi ship xe tất cả các tỉnh. Đây, cửa hàng xe đây còn rất là nhiều anh em này. Đó, đủ loại các dòng xe số, xe ga đầy đủ hết nha anh em. Đó, xe ga, xe số, dòng gì cũng có hết. Đó, AB, SH Vision, đó, BCX, đó, Lô 4. Đó, anh em nào ưng xe gì cứ nhắn tin qua số Zalo hoặc số điện thoại giúp mình nhá. Ok, xin chào anh em.